thuở xa xưa ngọn giáo nào đã đâm thấu vào tâm thánh để Chúa phải nhói đau khôn xiết. Thì nay những lầm lỗi của con cũng làm Chúa đau nhói muôn phần. Mặc quên rằng tất cả rồi sẽ qua hư không. Con hững hờ bỏ Chúa đời trong, mà dòng tưởng xa vời cho lao tâm nhọc trí. Nay trở lại giáo đường nhìn lại Chúa yêu thương, con cúi đầu xin Chúa từ bi. Bình Chúa không thể thứ tha.
yêu.